Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Văn Sáng, chú tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, về tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngày 2 tháng 9 năm 2023, Đào Văn Sáng đang ngồi uống bia với nhóm bạn tại quán bia thì gặp anh L thường trú tại xã Hùng Cường cũng đang uống bia. Giữa Sáng và anh L xảy ra mâu thuẫn, hai bên thách thức nhau, được mọi người can ngăn thì anh L về trước, sau đó cả nhóm ra về. Sáng một mình điều khiển xe máy về thì gặp anh L đi ngược chiều. Sáng đã dùng dao gấp đâm anh L trọng thương và tử vong. Tòa tuyên phạt bị cáo sáng 19 năm tù. Bồi thường cho gia đình bị hại 230 triệu đồng và cấp dưỡng 2 triệu 080 nghìn đồng một tháng cho con của anh L đến khi đủ 18 tuổi.